Mùa cưới đã đến, những hình ảnh về đám cưới của người nổi tiếng, Liên Kết hay qua Facebook đang bắt đầu được chia sẻ trên mạng xã hội. Laret Giang Lê Lê Châu Giang cũng là một cái tên khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng. Cô gái sinh năm 1993 là nhà thiết kế thời trang và làm chủ một thương hiệu có tiếng. Cô nàng cũng được chú ý vì là hạt nhân trong hội con nhà giàu Việt. Năm 2017, Giang Lê công khai chuyện tình cảm với Thái Bá Nam, người từng dính tin đồn hẹn hò với diễn viên Angela Phương Trinh. Hôm 29 tháng 9 vừa qua, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi sau khi lần lượt tung ra hàng loạt bức hình cưới chụp ở châu Âu. Những hình ảnh do Giang Lê chia sẻ trên trang cá nhân. Trong ngày ăn hỏi, cô nàng Giang Lê diện bộ áo dài trắng được đính ren và đá rất tỉ mỉ. Cô dâu cũng khiến người ta suýt xoa vì đeo mấy chiếc kìm vàng nặng trĩu cùng cả chục cái nhẫn vàng. Trên trang cá nhân, Giang Lê đăng hình ảnh hoa tươi ngập tràn trong lễ ăn hỏi. Từ cổng cho đến sảnh hay các lối đi đều được trang trí hoa tươi tuyệt đẹp. Nhìn các bức hình, người ta cũng có thể hình dung được chút nào đó sự hoành tráng, rộng rãi của ngôi nhà cô gái đang sinh sống hiện tại. Trong lời cảm ơn, cô dâu sinh năm 1993 tiết lộ hoa tươi do một shop hoa nổi tiếng ở Hà Nội chuẩn bị. Được biết, đây chính là shop do ông xã của cô Thái Bá Nam làm chủ. Khi được bạn bè nói đùa về chuyện cho cửa hàng của chồng, cô gái cũng hùa theo và cho biết nếu cho mình thì còn ngại chứ cho chồng thì chẳng hề gì. Nhìn toàn bộ 100% hoa tươi trang trí và những tấm hình được chia sẻ, dân mạng chỉ còn biết suýt xoa về độ chịu chi của cặp đôi trai tài, gái sắc. Sảnh đường đắm hỏi đầy hoa tươi. Đường vào chùa làm lễ hàng thuận cũng được trang trí bằng 100% hoa tươi rực rỡ. Không phải bây giờ mà ngay từ giữa tháng 9, người ta đã phải khen ngợi hết lời với sự chuẩn bị đám cưới chu đáo của cặp đôi này. Thái Bá Nam và Giang Lê đã chụp ảnh cưới ở nhiều địa điểm như Paris, Roma, Venice, Santorini bởi những nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Ý và Hong Kong. Mỗi bộ ảnh họ đăng lên thì dân mạng lại được một fan trầm trồ vì ấn tượng. Thái Bá Nam cũng là một anh chàng rất lãng mạn. Hồi tháng 7 năm 2018, anh đã cầu hôn bạn gái tại bờ biển Phuket, Thái Lan. Sau khi thử sức với lĩnh vực kinh doanh hoa, trên trang cá nhân, chàng trai cũng hay chia sẻ các bài đăng về tình yêu, hôn nhân khiến bất cứ cô gái nào nghe thấy cũng rung động. Cuối cùng, chúng ta phải thừa nhận rằng tình yêu mới là thứ xa xỉ nhất trong cuộc sống, cũng là lý do xa xỉ duy nhất để ta mãi tìm kiếm cả cuộc đời. Đây là một trong những câu ngôn tình hay mà Thái Bá Nam đã chia sẻ. Có lẽ, cũng bởi sự nhẹ nhàng, lãng mạn mà anh chàng cảnh sát giao thông đã có được trái tim của nàng Riêng Kiết xinh đẹp. Lễ hàng thuận của hai vợ chồng. Chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh được Giang Lê đăng trên Facebook cá nhân. Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang ngóng chờ và hy vọng nhìn thấy những hình ảnh hoành tráng ấn tượng hơn nữa về lễ cưới của cặp đôi này trong thời gian tới.